A few moments later. Ok các bạn, và hôm nay thì mình sẽ tiến hành chế một cái chiếc điều khiển từ xa cho cái chiếc quạt nhá. Đó, đây là một cái bộ điều khiển mà mình mua tại Shopee này, giá của nó chỉ có khoảng 100.000 thôi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành độ vào cái chiếc quạt treo tường nhà mình. Đó các bạn, đây là cái mạch của nó. Nhìn nó cũng không có phức tạp cho lắm. Đây là cái chân đấu vào cái chức năng các bạn. Chân công tắc số 1 này, số 2, số 3, mức mạnh nhẹ các bạn. Đó, còn hai cái chân ngoài cái này là nối với nguồn 220 này, còn cái chân này là chân com. Cái này thì là sử dụng tút năng điện nha các bạn. Nếu mà với những cái tút năng mà các bạn có cái sáu mà các bạn tút lên đấy thì các bạn phải độ cái này vào thì mới sử dụng được. Còn những cái tút năng mà cái quạt treo tường mà có cái dây giật giật thì các bạn, đó, đây là cái tút năng điện thì không phải độ gì cả, chỉ cần cắt ra và đấu vào thôi. Ok các bạn, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành nối vào nhá. Đấy, nối vào thì nó hết sức là đơn giản thôi. Chiếc quạt của mình là model TC1622. Bây giờ thì mình sẽ nối vào nhá. Đó, đây là cái hộp số của nó này các bạn. Cái chỉnh tốc độ ấy, nó có 3 dây này. Đó. 3 dây này thì các bạn nối vào lần lượt là 1, 2, 3 đây các bạn. Đó. Các bạn cứ nối cái chân giữa là vào cái chân giữa này, còn hai cái chân này là hai bên. Số 1, số 2 đấy các bạn. Slow này, 1, 2, 3 này. Bây giờ thì mình sẽ cắt ra nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ làm luôn thôi thì mình nói nhé, không vừa làm vừa nói lâu lắm. Ok các bạn, và tiếp theo là cái dây trắng này là dây thứ ba này. Các bạn phải để ý nhé, cái này dây trắng này nó câu chung với cái chân của cái tút năng quay đi quay lại các bạn. Đó. Đó. Thì mình sẽ nối với chân thứ ba này, còn cái chân một mình một dây này nối với tút năng thì cái này sẽ đấu cái chân cuối cùng rồi các bạn. Chân đấy là điều khiển tút năng quay đi quay lại các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lắp cái này vào. Cái này là kênh thứ nhất và kênh thứ ba. Đây nó ghi là chữ slow, chắc là chậm, chắc là thứ nhất thì các bạn. Số 1, số 2, số 3 này. Đó, và bây giờ thì mình sẽ nối cái tút năng vào. Mình làm đến đâu thì mình cắt đến đấy luôn các bạn, thì nó sẽ không bị nhầm. Tránh trường hợp bị chập mạch. Đó, mình cắt cái nào thì mình sẽ nối vào luôn. Nó cũng khá đơn giản thôi các bạn, nhưng mà đầu sai một cái là nó sẽ gây ra tai hại rất là lớn, có thể cháy quạt hoặc là cháy mạch. Đó các bạn, vậy là mình đã xong cái phần tút năng rồi, bỏ cái này đi rồi. Đến cái phần đây còn hai dây khoảng các bạn, một dây nâu này, dây nâu thì mình sẽ cắt ra luôn. Đó, tuốt đồng à. Nối đây luôn các bạn. Đây là đầu điện vào nhá, 220 đấy. Đó, bây giờ thì mình sẽ cho cái chân đầu tiên này các bạn. Điện 220 này.
mình sẽ siết chặt nó lại. Và tiếp theo thì còn 2 giây này các bạn. Đó, ở đây là cũng là một cái đầu điện còn lại của điện 220. Mình sẽ nối vào cái chân bên cạnh luôn. Điện AC. Đó, mình sẽ nối luôn ở đây. Ok các bạn, và tiếp theo còn một dây cuối cùng. Cái dây này là cái dây liên tụ. Thì mình sẽ nối vào cái chân com. Đó. Nối luôn vào chân com. Vậy là xong rồi các bạn. Rất là nhanh, đơn giản, dễ dàng. Các bạn đã biến thành một cái chiếc quạt bình thường thành một cái chiếc quạt điều khiển từ xa. Đó, nó không phải vất vả đứng dậy bật tắt quạt nữa. Và chỉ việc ngồi một chỗ và bấm bấm. Cuộc sống nó hiện đại hơn thì nó cũng sẽ làm con người ta lười đi. Ok các bạn, vậy là rất là nhanh thôi, thì mình đã nối xong rồi. Đó, nó có 1, 2, 3, 4 dây này. Đấy, mấy cái dây này thì số 1, này, số 2, số 3 này, số 1, số 2, số 3 này. Đó, nó tùy. Thì chân số 2 thì nó luôn ở giữa các bạn. Đó, thì mình sẽ nối cái chân số 2 này vào cái chân giữa này. Đó, chân số 1 này, số 3 này, và cái chân đỏ này. Tùy loại quạt nha các bạn, không phải là cái quạt nào màu nó dây nó cũng giống nhau đâu. Đó, nên các bạn để ý. Đó, cái dây này là dây liên tục năng. Liên tục năng thì nó đố một mình một chân này các bạn. Đây. Còn kênh vào kênh số 3 thì nó sẽ nối chung với cái ở giữa này. Đây, thì mình đã ghép lại rồi. Cái số 3 đây các bạn. Màu trắng này. Và đây, và nó sẽ chung với cái chân này. Chân số 1 hoặc là chân số 3 các bạn gọi nhau cũng được. Đó, kiểm tra lại xem dây nó chắc chắn chưa các bạn. Thế nó bị chập ở đâu không. Và chúng ta sẽ lắp vào đây thôi. Đó, cái bộ này thì nó có luôn một cái hộp điều khiển nữa ở dưới nữa các bạn. Tắt bật đây, mình có thể điều khiển được đây luôn. Đó, hoặc là có thể điều khiển ở cái remote này. Cái này thì mình sẽ dán vào tường, còn cái này thì mình sẽ nhét vào trong này. Ok các bạn ơi, bây giờ thì trước khi lắp vào thì mình sẽ thử test trước nhá. Mình đã cắm điện rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử bật này. Đó. Cái này là con có cái chế độ hẹn giờ cơ các bạn. Rất là thông minh. Đó, các bạn nhìn quay yếu yếu đấy thôi, nhưng mà mình tại vì mình chưa lắp cánh quạt vào thôi. Lắp cánh quạt vào thì rất là mạnh đấy. Đây là cái chế độ hẹn giờ đấy các bạn. 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ này. Đó, đây là cái chế độ dừng quay. Mò thôi các bạn, toàn chữ Trung Quốc thôi các bạn. Nghe là mò thôi. Đó. Quay này. Dừng lại. Đây là nút hẹn giờ các bạn. Đó. Còn đây nút điều chỉnh tốc độ. Số 1 này. Số 3, số 2, số 1. Quay đi quay lại. Và tắt. Đó. Điều khiển được lên trên quạt nha các bạn. Còn đây cái remote của nó cũng vậy thôi. Ok các bạn, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành test cái điều khiển nha. Không biết là nó có chạy được không. Điều khiển nó sử dụng hai viên pin nhỏ. Ok các bạn ơi, quay luôn. Dừng lại. Quay này. Đấy, nó hiển thị đèn rất là thông minh này các bạn. Đó, đèn rất là đẹp.
Cái này có lẽ là tự mò thôi. Và tiếng Trung Quốc rồi các bạn. Đó, đây là cái mức độ mạnh nhẹ. Đó, nó có mạnh nhẹ đấy các bạn. Đây là chế độ hẹn giờ này. Mình nghĩ là vậy, đây 1, 2, 3, 4 giờ này. Đó, đây là quay này. Đây là tắt này. Tắt. Bật. Tắt. Đấy, chỉ với đây các bạn. Đó. Cái này thì sẽ dán vào tường. Vậy thôi, và bây giờ thì mình sẽ đi lắp vào nhé. Ok các bạn, và thêm một cái điểm nữa. Đó, mình phải dán cái lỗ lại. Không là đang chạy mà thỏ tay để đang giật đấy. Đó, sẽ dán lại.